Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình làm clip về làm hạt cháy màu xanh xem lúa. Ở đây có 5 ca CLO3 và 3S. Còn đây là QSO4. Loại này tinh thể có nước. Loại này dạng ướp đã nghiền và phơi vẫn muốn ẩm. Bỏ 2 lần từ này anh em nhá. Nhưng ngoài thấy màu xanh nhạc, trong này xanh đẹp hơn. Cho thêm tí. Rồi, đi. Năm ca CLO3 và cộng 3S cộng 2 cua XO4. Và nào cũng phải nghiêng nghiêng cho mình anh em nha. Loại nào cũng có. Loại này đất trinh nha anh em. Đất trinh chưa hoàn thiện đâu. Ở từ này đấy. Ở tối nay đó nay vào để cho nó chỉnh hơn. Nếu không có đức trinh thì pha thêm ít keo này vào nước pha pha vào nước này, nước lọc hay nước thùng nước mưa đó. Vẫn chưa đều.
Khi nào có khí đổ thì sẽ làm hạt tan nổ cho mọi người xem. Còn dùng thuốc phủ với giấy bạc thì nó to quá. Chủ lực cho nước vào. Thank you.